Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng ta trở lại vấn đề bình luận thời sự, những vấn đề chính trị đang nóng hổi ở Việt Nam. Thì trong khoảng một tháng trở lại đây, chúng ta thấy báo và TV ở quốc nội liên tục đưa tin có nhiều cán bộ Việt Cộng từ thấp đến cao bị bắt giam vì đã vi phạm những cái quy định về quản lý nhà nước. Những quy định đó là được quy định thành những tội danh có trong bộ luật hình sự hiện hành. Nhưng nhìn lại thì chúng ta thấy những người mà đã bị bắt này á, xuất xứ, xuất thân của họ như thế nào? Thì hôm nay chúng ta bình luận về vấn đề này. Trước tiên, ta thấy là có Nguyễn Thành Tài, có là chủ tịch quận 12, rồi còn và nhiều cán bộ khác đó là được thuộc dạng là nợ làm việc ở hệ thống được gọi là ủy ban. Thì trước tiên chúng ta nói về cái nguồn cung cấp nhân sự cho ủy ban và hội đồng nhân dân. Cái việc này đó nó có một cái quá trình rất là dài. Khi tôi vừa tốt nghiệp đại học luật ra cái ngành đại học luật này thì lúc đó là bạn có thể làm việc ở trong các ngành pháp luật, ví dụ như là tòa án, ví dụ như là viện kiểm sát và cơ quan điều tra, nhưng mà bạn cũng có thể làm việc trong các cái công ty kinh doanh hoặc là với vai trò là cố vấn pháp luật, hoặc là bạn có, nói chung là bạn có thể làm việc ở bất cứ một cái cơ quan nào, bởi vì trong bất cứ mọi cái hoạt động xã hội nào chúng ta cũng cần đến pháp luật, chứ không thể nào mà làm việc mà không theo pháp luật được. Tuy nhiên ở thời điểm mà năm 90 khi mà chúng tôi mới vừa tốt nghiệp ra trường đó, ở Việt Nam cái hệ thống gọi là kinh tế tư nhân mới vừa được Nguyễn Văn Linh cho phép hình là hoạt động trở lại, nên cho nên nó rất là ít ỏi và nó không có cái nhu cầu. Đồng thời ngay cái thời điểm đó nó cũng không hề có một cái văn phòng luật sư nào cả. Đến giai đoạn thập niên 90 thì những cái hoạt động mà ra tòa được gọi dưới tên là bào chữa viên nhân dân, và bào chữa chứ không có đoàn luật sư, không có luật sư. Đến thập niên 20 khi mà Việt Nam bắt đầu sửa luật để phù hợp với luật quốc tế và gia nhập vào ở tổ chức WTO, thì lúc đó đó là luật luật sư mới được hình thành và ra là hoạt động luật sư, cũng như là cái chế định quy định về vấn đề là công nhận luật sư tham gia trong tất cả các ngành nghề trong lĩnh vực xã hội và mở văn phòng luật sư mới được hình thành. Như vậy vào thập niên 90, những người mà tốt nghiệp đại học luật như tôi ra trường kiếm được một việc làm rất là khó khăn. Ngoài việc làm việc trong các ngành về pháp luật như là tòa án, như là viện kiểm sát, như là cơ quan điều tra, thì chỉ có những cái cơ quan nhà nước khác thôi, mà trong đó đoàn thanh niên là cũng là một cái nơi mà nó nhận là người có tốt nghiệp đại học luật vô đó. Nhưng mà khi tôi tốt nghiệp xong, tôi về quê tôi tìm hiểu thì tôi thấy đoàn thanh niên không phải là chỗ để cho những người như tôi làm việc. Lý do đó là đoàn thanh niên thứ nhất là nơi để nó nuôi dưỡng cái thành phần gọi là con ông cháu cha, con ông này cháu bà kia. Đấy. Rồi cái thứ nhất, thứ hai nữa đó là cái lương mà trả cho cán bộ làm việc ở trong đoàn thanh niên nó rất là thấp, nó không đủ cho bản thân của một cái người đó để mà sinh sống trong 10 ngày nữa. Ngay cả cái lương của công chức thời đó là nó đã thấp rồi, mà cái lương của cán bộ đoàn thanh niên nó càng thấp hơn nữa.
Và chỉ có cái lương vào lúc đó là chỉ có cái lương của công an và cái lương của quân đội là được quy định, nó vì đây là những cái đơn vị mà họ phải làm việc 24 trên 24 tiếng đồng hồ, cho nên nó là cái lương nó được là cao coi như là gấp rưỡi cái lương của công chức làm việc theo giờ hành chính. Thì khi mà đó thì mình thấy cái lương của cán bộ của ngành công an và quân đội á, thì thật ra là cao, nhưng mà thì hóa ra mình vẫn là bị bóc lột chứ mình đâu không phải là cao gì đâu, tại vì cái thời gian mình phải làm việc là gấp đôi gấp ba người ta, làm việc là không kể ngày không kể đêm. Thí dụ như anh làm việc trong ngành y, anh làm việc 8 tiếng liên tục một lần trong một cái ca trực, sau đó anh sẽ được nghỉ anh sẽ nghỉ 2 ca tiếp theo, rồi đến cái ca kế tiếp nữa, ca thứ ba anh mới lại trở vô anh làm việc. Có nghĩa là trong 24 tiếng đồng hồ anh làm việc có 8 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà riêng về bên ngành công an và quân đội đó, ngoài 8 tiếng đồng hồ anh phải ngồi làm việc theo giờ hành chính thì anh còn phải trực tại cơ quan đó, và anh có thể làm việc bất cứ cái thời điểm nào mà nếu mà có địa phương họ báo cáo lên có xảy ra vụ gì ở cái chỗ nào đó trong cái địa bàn của anh thì anh phải có mặt ở đó ngay lập tức. Đó là thật ra khi mà mình làm việc ở đó một thời gian rồi mình mới hiểu rồi, hóa ra cái lương đó không chả phải là cao, mà cái lương đó là họ trả còn rẻ mạt so với cái công sức mình bỏ ra nữa kìa. Nhưng vào cái thời điểm đó những người như tôi không thể tìm việc làm ở những ở các cái doanh nghiệp tư nhân, mà càng không thể làm việc ở bất cứ một cái chỗ nào khác. Thành ra cái mà lựa chọn duy nhất là làm việc ở ngành công an và quân đội là một những cái nơi mà nó có cái tiền công tương đối là cao hơn làm công chức hành chánh 8 giờ, vì mình phải tự lo cho bản thân mình phải nuôi sống cá nhân mình, mà mình còn phải có trách nhiệm với gia đình của mình, với cha mẹ anh em của mình chứ đâu không, chứ mình đâu phải như cái tụi con ông cháu cha là tụi nó được ăn sung mặc sướng, tụi nó có gia đình nuôi, nó vô trong cơ quan đoàn thể, vô trong hội hội phụ nữ, nó vô trong đoàn thanh niên, hay là nó vô nó làm việc trong mặt trận tổ quốc với cái mức lương thấp để mà nó nuôi nó, coi như nó gọi người ta gọi là đầu tư dài hạn có kế hoạch. Cái đầu tư này nó đầu tư để làm gì? Nó đầu tư để nó làm lãnh đạo. Còn những người như mình thì vô đó làm thì mình cũng chỉ là làm tôi mỏi cho nó thôi, chứ mình không có cửa để mà ngoi lên một cái chức vụ nào cả. Đó là lý do tại sao tôi không làm việc trong đoàn thanh niên. Và cụ thể là tôi thấy ở quê tôi đơn giản như có một cái bà kia, là tôi biết họ từ khi tôi còn làm một học sinh ở ngay ở ở Bạc Liêu kìa, đó là bà Lê Thị Ái Nam. Bà này á trình độ thì không có bao nhiêu, học toàn là học bổ túc xong rồi học đại chức xong rồi từ kỳ làm việc ở trong đoàn thanh niên ở huyện, xong rồi ngoi lên thị xã, ngoi lên thị xã xong rồi ngoi lên tỉnh, rồi ngoi lên tỉnh xong rồi làm việc ở trong đoàn thanh niên một thời gian á, thì lại là nhảy tót lên cái ghế phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Hay là cái ông mà Lâm Văn Nam cũng là y chang như bà Lê Thị Á Nam, chẳng khác gì hết, nhưng mà vẫn ngoi lên cái ghế phó chủ tịch, tại vì đó là họ làm việc trong đoàn thanh niên một thời gian. Cái đoàn thanh niên đó là chỉ có đi cầm cầm cờ cho đảng thôi, cũng giống như là trong lý thuyết của đảng cộng sản cũng vẫn nói là đoàn thanh niên là cánh tay phải đắc lực, là đội hậu bị tin cậy của đảng cộng sản Việt Nam. Hồi đó mình còn nhỏ mình đi học mình nghe câu đó mình thấy cũng hay hay ha, trời ơi coi coi khe cũng thấy nghe cũng oai lắm, tới khi mình vô làm việc mình hóa ra mà mình mới biết là người ta nói là thằng đảng nhậu, thằng đoàn thanh niên chạy cầm chai đi mua rượu. Đó thì là đoàn nó chỉ là lo nó là nhận tiền ngân sách của
nhà nước, rồi là tổ chức những cái hoạt động ăn chơi nhảy múa hô hào thế này thế nọ, đảng hô đã đảo thì đã đảo theo, đảng hô là tiêu diệt thì tiêu diệt theo, vậy thôi. Đó là cái nhiệm cái coi như là cái hoạt động của đoàn thanh niên, mà đoàn mà là đảng cộng sản chỉ nó nói là ai là phản động thì đoàn thanh niên cũng hô theo là thằng đó là phản động, con đó là phản động, chỉ có vậy thôi. Và đoàn thanh niên là nơi xuất thân của những thành phần mà không thi đậu ở bất cứ trường học nào, không vô được bất cứ một cái trường đại học nào, bởi vì bản thân tôi biết rõ bản thân nó học rất là dốt, nó không thi đậu bất cứ một cái trường đại học chuyên nghiệp nào, thì nó vô nó học những cái trường chuyên về đào thanh niên, đào tạo thanh niên, ở hoạt động thanh niên. Tại vì cái người dân thường người ta nghe vào những cái trường đó là người ta sợ rồi, tại vì họ biết rõ những cái đó khi mà anh thất nghiệp thì anh chỉ có chết, anh không bao giờ anh làm việc được ở một cái chỗ nào hết, tại vì nó không hề đào tạo cho anh một cái nghề nào cả. Mà những cái trường nó dạy về hoạt động thanh niên đó, nó chỉ làm việc ở duy nhất một cái chỗ đó thôi, mà là nó để là đầu tư dài hạn dành cho loại con ông cháu cha, vì nó biết chắc chắn rằng nó đầu tư ở đó 5 năm, 10 năm ra nó làm ông nội người ta. Còn dân thường đâu có vô đó làm gì, bởi vì họ thừa biết rõ họ đầu tư vô đó họ mất bao nhiêu tiền cho cái đứa con của đứa của mình, nó làm việc không công ở đó với một cái mức lương rẻ mạt, để rồi cuối cùng nó chẳng là cái gì cả. Vì vậy chúng ta thấy là con của Nguyễn Minh Triết cũng xuất thân từ đoàn thanh niên, con của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, hay là Nguyễn cũng lấy tên là Triết, Nguyễn Minh Triết, hai đứa cũng đều học đại học ra, cái gọi là đại học có thật ra học có chất lượng hay không mình không biết, nhưng mà tôi nghĩ là con của Nguyễn Tấn Dũng học cũng chẳng ra gì đâu. Lý do là học đại học ra xong là không làm việc ở đâu cả, cũng nhảy vô làm ở đoàn thanh niên thì có phát triển được nghề nghiệp cái gì đâu. Người ta thường nói rằng văn ôm thì võ luyện, mà là anh học mà anh không thực hành thì một thời gian sau anh cũng quên mất. Cho nên hai đứa con của Nguyễn Tấn Dũng rút cuộc ra học ra cái tiếng là đại thờ, tốt nghiệp đại học nước ngoài, nhưng mà về là chỉ có là ăn chơi đú đẩn ở trong một cái đơn vị được gọi là đoàn thanh niên do gia đình nuôi dưỡng, thì nó chẳng phải là học hành giỏi giang gì, nó không phát điều cho nó có học giỏi gì nữa, nó cũng không phát triển được cái nghề nghiệp chuyên môn mà nó được đào tạo. Và cuối cùng những cái hạt nhân này nó không biết gì về chuyên môn, nó không biết gì về kinh tế, nó không biết gì về xã hội, nó không biết gì về khoa học, và nó là cái thành phần rất là học dốt. Nhưng mà khi mà nó được cơ cấu vô cái bộ máy lãnh đạo của nhà cầm quyền cộng sản á, thì là nó lại lãnh đạo ngược lại các cái cơ quan khoa học, nó lãnh đạo được sở này sở nọ sở kia sở đủ thứ loại sở hết. Tôi còn nhớ rõ là cái ông sếp của tôi thời xưa, ông là hoạt động ông đoàn thanh niên thời gian, cái ổng lên ổng làm bí thư huyện, ổng làm bí thư huyện thời gian nó đẩy ổng qua làm giám đốc sở thương mại du lịch, ổng làm giám đốc sở thương mại du lịch chưa đầy năm cái nó đưa ổng qua làm giám đốc sở kế hoạch đầu tư. Nhưng mà xin lỗi, ổng có biết gì về cái nghiệp vụ du lịch đâu, ổng có biết gì về nghiệp vụ thương mại đâu, ổng cũng chả biết gì về kế hoạch kinh tế, kế hoạch lẫn xây dựng đầu tư, nhưng mà ổng cứ nghiễm nhiên làm sếp của những cái cơ quan khoa học đó. Cái cách sử dụng con người, cái cách lãnh đạo của cộng sản Việt Nam là như vậy, là có nghĩa là con ông cháu cha là rất rễ là thành phần cộng sản đỏ, mặc dù ngu dốt vẫn lên làm lãnh đạo. Ở đây tôi không có ác cảm gì với cái ông sếp cũ của tôi hết, tại vì bản thân ông này ổng hơi, tôi chưa có thấy ổng làm cái điều gì mà gọi là gây thù chuốc oán với cá nhân tôi hoặc là với cái người dân hết. Nhưng thực tế là nó như vậy, ông ở cơ quan tôi những cái vấn đề gì về vấn đề pháp luật và du lịch tôi làm cho ổng ký không hả? Còn những vấn đề thương mại cũng những người khác làm cho ổng ký không hả? Ổng không biết gì chân. Thậm chí có những cái vấn đề công gia công văn mà ở trên gửi xuống như thế này thế kia, ổng gọi mình lại ổng hỏi tôi cái này làm sao, bây giờ mình phải làm sao, thì mình phải giải thích cho ổng hiểu. Thành ra ở bữa nay chúng ta làm sáng tỏ cái thân phận của những người gọi là lãnh đạo của ở các cái cơ quan thuộc về dạng hệ thống chính quyền, của hệ thống thuộc về hệ thống cầm quyền chứ không phải là chính quyền, của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Họ là ai? Họ là những thành phần con ông cháu cha, và họ đều phần lớn họ xuất thân từ
đoàn thanh niên, từ hội phụ nữ đó, chứ còn họ chưa bao giờ xuất thân là một nhà khoa học hay là một cái người mà có trí thức cả. Một cái đất nước mà cái người lãnh đạo toàn xuất thân là những kẻ dốt nát, chỉ biết ăn tục nói phét, chỉ biết dùng cái vũ lực, là chỉ biết dùng thủ đoạn bịp bợm, và chỉ biết là dùng những cái thủ đoạn gian ác để đàn áp người dân, thì một cái đất nước nó không bao giờ khá lên được. Vì vậy tôi không bao giờ ngạc nhiên khi thấy thầy vừa của thành phần những cái kẻ mà vừa qua bị bắt vô tù vì vi phạm những quy định về pháp luật, vi phạm về đất đai hay là những cái vấn đề vi phạm khác đó, thì là chẳng qua là phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thấy rằng hiện giờ những cái vi phạm đó nó ở cái mức là quá nghiêm trọng rồi, và cái lòng dân đang phẫn nộ quá rồi, nó quá không thể nào mà không là đốt một mớ củi để xoa dịu lòng dân, xoa dịu dư luận. Nhưng bản chất nhà cầm quyền Việt Cộng là không bao giờ thay đổi, chừng nào những cái kẻ được gọi là cán bộ đoàn còn tiếp tục chiểm trệ ngồi trong cái ghế lãnh đạo quốc gia, thì khi đó nước Việt Nam vẫn còn là một cái quốc gia khốn nạn và lạc hậu. Xin cảm ơn quý khán giả đã chú ý theo dõi chương trình. Bây giờ chúng ta sắp đến giờ biểu tình rồi. Hẹn gặp quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.